Tập 21. Bệ hạ, vua thọ kém cỏi, không biết những văn tự khoa đẩu này, xin bệ hạ cho thần xuất cung đi. Ngươi nói cái gì? Vua thọ thật sự không biết đọc những văn tự này. Ngươi có phải là người muốn đùa giỡn với trẫm không? Bần đạo đâu dám đùa với bệ hạ. Bần đạo thật sự không biết. Vậy thì tại sao lúc nãy mặt của người tái mét như vậy? Bần đạo thật sự không biết loại văn tự này, nên sắc mặt mới tái mét. Ngươi... Tiên sư, có chuyện gì tiên sư cứ nói. Nếu không tội khi quân này tiên sư gánh giá không nổi đâu. Bần đạo thật sự không biết loại văn tự này, xin bệ hạ minh giám. Người đâu? Dạ. Bắt lão tặc này lại cho trẫm. Dạ. Khoan đã. Bệ hạ, xin bệ hạ cân nhắc kỹ lưỡng. Nhất định là ông ta đã nhìn thấy cái gì. Thả ông ta ra. Bệ hạ, vô thọ, trẫm cho ngươi một cơ hội nữa, mau giải thích những văn tự trên thiên thư cho trẫm nghe đi. Bệ hạ, như vậy là người đáng ép bần đạo. Nói thật với bệ hạ, bần đạo nói ra cũng là chết, không nói cũng là chết. Bần đạo thà không nói để bệ hạ khỏi phiền lòng. Tại sao vậy? Bệ hạ muốn biết thật. Nói mau. Vậy được, xin bệ hạ mời Văn Khúc Tinh Quân đến đây. Chỉ có người này mới có thể giữ được tính mạng của bần đạo. Văn Khúc Tinh Quân là ai? Khâu Chuẩn Khâu tướng gia. Không lẽ người tên Vô Thọ này đúng là một cao nhân đạo hạnh cao thâm? Người này ăn nói khiêm tốn, không lộ rõ tài năng. Hơn nữa kỹ thuật đồn địa đó. Không, không đúng. Trong chuyện này nhất định có cái gì đó. Khâu tướng gia, hoàng thượng truyền tin gia lập tức đến thư phòng. Mời tướng gia. Khâu tướng gia, chúng ta đi mau thôi, sự việc khẩn cấp lắm. Không phải tên vô thọ đó đang giải thích thiên thư cho hoàng thượng nghe hay sao? Sau khi ông ta xem xong, sắc mặt tái xanh, nói là không biết. Ồ, có chuyện như vậy sao? Hoàng thượng tức giận muốn giết ông ta, nhưng ông ta vẫn không chịu nói. Nô tài khuyên hoàng thượng, nên hoàng thượng mới tạm tha cho ông ta. Như vậy xem ra ông ta không phải giả vờ. Nô tài cũng thấy không giống. Ai mà chẳng quý mạng sống của mình chứ. Sau đó ông ta nói thế nào? Sau đó hoàng thượng ép ông ta. Ông ta nói ra cũng chết, không nói cũng chết. Ồ. Sau đó vì ép quá, ông ta nói phải mời Văn Khúc Tinh Quân đến. Chỉ có Văn Khúc Tinh Quân mới có thể giữ được mạng của ông ta. Ông ta nói ta? Dạ phải. Là ông ấy muốn ta có mặt. Đúng vậy. Tướng gia, mời. Tham kiến bệ hạ. Khâu tướng đến rồi à? Dạ. Văn Khúc Tinh đến rồi. Lần này ngươi có thể nói được chứ? Văn Khúc Tinh quân, tính mạng của bần đạo hoàn toàn nằm trong tay của ông rồi. Rốt cuộc là chuyện gì? Hả? Ăn nói sằng bậy. Rốt cuộc là chuyện gì? Mời Văn Khúc Tinh nói cho bệ hạ biết đi. Nói đi. Bệ hạ,
Ông ấy nói thiên thư này chia làm 3 chương. Những gì chương đầu nói là thần phi nương nương sẽ sinh một yêu nghiệt, hóa thành hình người, chiếm đoạt giang sơn đại tống. Đồ khốn. Đồ khốn mà. Người đâu? Bắt lấy lão tặc này cho trẫm. Dạ. Dạ. Khó tranh tài kiếp này. Lùi ra ngoài chiếm đâu. Dạ. Khoan đã. Bệ hạ, thần thấy hay là như vậy. Còn mấy ngày nữa là Lý nương nương sanh rồi. Đợi sau khi nương nương sanh, hãy định tội người này cũng chưa muộn. Tình yêu nghiệt này dám ngang nhiên quyền rủa thần phi, dám ngang nhiên quyền rủa giang sơn đại tống ta, sao trẫm có thể giữ hắn được? Bệ hạ, cho dù người này đúng là đang giở trò, nhưng cho đến bây giờ ông ta vẫn chưa để lộ một chút sơ hở nào cả. Nếu muốn định tội ông ta, tốt nhất hãy đợi sau khi Lý nương nương hạ sinh hoàng tử đã, để có thể giáng miệng của người thiên hạ. Cũng được, quyết định vậy đi. Tạm thời giúp trong thiên lao. Dạ. Bệ hạ, thần cho rằng bắt đầu từ hôm nay, phong tỏa toàn bộ Ngọc Thần Cung, không cho bất kỳ ai vào, kể cả Đức Phi, Lưu Nương Nương. Trẫm cũng không tin tưởng gì Lưu Phi. Ngoài ra, lập tức triệu đào Lão Dương Phi vào cung. Thứ nhất, hầu hạ Lý Nương Nương sinh nở. Thứ hai, có thể bảo vệ an toàn của Nương Nương. Được, quyết định vậy đi. Quá tốt rồi, như vậy là an toàn rồi. Cái gì an toàn rồi? Nương Nương được bảo vệ như vậy, chẳng phải vô cùng an toàn sao? Trần Lâm. Dạ. Lập tức hạ chỉ. Dạ. Thái y thế nào? Rất tốt. Tiểu hoàng tử chắc là mấy ngày nữa chào đời rồi. Thái y, còn có điều gì cần lưu ý không? Đi lại phải cẩn thận là được rồi, không có gì cần lưu ý thêm nữa. Thánh thượng gia đâu? Khấu kiến hoàng thượng. Được rồi. Hoàng thượng. Nàng không sao chứ? Đâu có gì. Qua đây. Dạ. Tình hình của nương nương thế nào rồi? Tình hình rất bình thường. Khi nào thần phi nương nương lâm bồn? Nhanh nhất là 5 ngày, trễ nhất là 7 ngày. Tiểu hoàng tử sắp chào đời rồi. Hoàng thượng. Ngọc Nhi, nàng thấy vẫn ổn chứ? Rất tốt. Sao vậy? Không có gì, trẫm chỉ hỏi thăm vậy thôi. Trần Lâm. Dạ. Rốt cuộc là có chuyện gì? Thì tại tên giang hồ thuật sĩ đó nói sằng bậy mấy câu, làm cho quan gia tức giận. Có phải ngươi có thể xem thiên thư đó không? Ông ta đã nói gì? Được rồi, đừng có hỏi nữa, trẫm không muốn nói. Khâu Châu. Có. Bắt đầu từ hôm nay, không cho bất cứ ai bước vào Ngọc Thần Cung, kể cả Đức Phi nương nương. Ai kháng chỉ, giết ngay tại chỗ. Dạ. Có chuyện gì? Sao sát khí đằng đằng vậy? Được rồi Ngọc Nhi, đừng hỏi nữa mà. Chỉ cần nàng xin cho trẫm một hoàng tử thì không có chuyện gì xảy ra cả. Hả? Đào Lão Dương Phi đến. Lão Tổng Tổ. Thần Đào Tam Xuân tham kiến bệ hạ thần phi. Lão Tổng Tổ miễn lễ. Lão Thái Quân, người đến rồi à? Ngọc Nhi, Ngọc con Nhi vẫn khỏe chứ? Nàng mời Lão Tổng Tổ vào trong cung ngồi đi. Mình đi. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ ở cùng với con. Thật không? Tốt quá. Trẫm phải đích thân ở đây xem thử, rốt cuộc có thể có chuyện gì. Quan gia.
Nương nương, nương nương vừa mới hại chỉ, bắt đầu từ hôm nay không ai được phép vào Ngọc Thần Cung hết. Kể cả bốn cung sao? Dạ. Nương nương à, lão nô đã tìm được một con ly miêu lớn, cỡ đứa trẻ sơ sinh, đã chặt bỏ cái đuôi rồi. Sau này lột da sẽ không có vết sẹo. Ừ, rất tốt. Xem ra thiên lao này muốn nhốt được lão ma cần phải xây thêm vài lớp tường nữa. Mọi việc xem ra thuận lợi. Nếu không có tiền bối, không ai làm được việc này. Thật sự quá nguy hiểm. Hôm nay bần đạo vô cùng lo sợ. Nếu không phải Đinh Thanh Chính biết rõ tính khí của hoàng thượng và tình khấu chuẩn đó, thì e là mưu kế này hôm nay đã lộ sơ hở rồi. À, đây đều là kinh nghiệm rút ra được từ những lần thất bại trước. Đối với khấu chuẩn, nhất định phải làm ngược lại cách của hắn. Tiền bối, bắt đầu từ hôm nay đến ngày Lý Ngọc sanh, chúng ta không thể gặp nhau nữa. Mọi việc tiến hành theo kế hoạch đã định đi. Bên Lưu Nương Nương đã nói xong xuôi rồi chưa? Không có vấn đề gì. Tương gia, nếu như giống như gì tướng gia nói, người đang đứng ở trong điện, trong nháy mắt đã biến lên lầu. Tốc độ như vậy, thật ra võ công cũng có thể đạt được, chỉ không biết tình hình lúc đó thế nào thôi. Chính vì lão phu không tin nên mới đến hỏi Bắc Hiệp. Xem ra trong chuyện này đúng là có gì kỳ lạ rồi. Nếu như với tốc độ nhanh như tướng gia nói mà suy đoán thì nếu Vô Thọ này đúng là người trong giang hồ, vậy nhất định là một đại cao thủ. Nhưng mà nhìn Vô Thọ này hoàn toàn không giống nhân vật trong giang hồ. Sau khi xem qua thiên thư, hắn thà chết không nói. Thậm chí đến giờ khắc cuối cùng xử trảm hắn, hắn cũng không cầu xin tha mạng lấy một câu. Diễn kịch như vậy không phải rất nguy hiểm hay sao? Diễn không khéo sẽ bị rơi đầu chứ không giỡn. À, tướng gia, vậy theo tướng gia, những gì hắn nói có phải thật không? Lão phù tuyệt đối không tin là Lý Nương Nương là sinh ra.